Thưa quý vị, sáng nay Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tạm giữ hình sự một người phụ nữ cầm đầu đường dây lô đề hàng tỷ đồng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua công tác kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện nhóm 10 người đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề tại số nhà 1155 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người đứng ra ghi đề là Võ Thị Bích Thủy, 51 tuổi, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy. Tăng vật thu giữ gồm 17,5 triệu đồng, 17 phơi đề và nhiều dữ liệu điện tử khác. Thủy khai sau khi nhận tiền đặt cược của khách, người này sẽ tập hợp gửi qua mạng xã hội cho Lê Thị Ngọc Dầu, 37 tuổi, trú cùng phường. Ngay sau đó, Dầu đã bị lực lượng công an bắt giữ. Dầu khai nhận thông qua mạng xã hội đã trực tiếp thỏa thuận tỷ lệ nhóm đầu dưới khác để thu lợi bất chính. Theo cơ quan điều tra, ước tính trong một tháng, nhóm của Dầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề hơn 6 tỷ đồng.